Xin chào anh em nhé, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cách lấy ảnh trên Lazada, Shopee hoặc là bất kỳ một cái trang web nào về máy tính là rất là nhanh. Nhanh ai cũng có thể làm được, những người mới không cần phải dùng phần mềm, không cần phải dùng tool gì cũng có thể làm được nhé, rất là nhanh. Và cái cách này thì các bạn phải bật Zalo lên. Bật Zalo lên xong là vào cái phần tin nhắn nhé, vào phần tin nhắn này, chọn một cái tin nhắn của ai đó cũng được. Đây, ngày thường mình hay gửi vào truyền file. Truyền file bạn ấn vào cái nút vuông vuông này để chụp ảnh màn hình nhá. Đây, chụp màn hình. Truyền file mình thì rất là mình hay gửi những cái thứ mà lưu trữ tạm thời và rất là nhiều luôn đó, rất là hay luôn. Lúc nào mình cần thì mình lên mình tải về. Đây, các bạn ấn vào đây nhá, hoặc là ấn vào phím Ctrl Alt A nhá, phím tắt là Ctrl Alt A nhá. Đó, xong mình vào trang web này, chọn cái đồng hồ, chọn cái hình ảnh nào mình thích này, ví dụ mình lấy cái màu đen này đi. Ấn Ctrl Alt A này, đó, nó hiện cái ra mũi tên mờ nhá, giữ chuột trái và kéo chọn vùng mình muốn lấy, ok không? Thả chuột ra, ưng ý rồi thả chuột ra này. Đó, xong ở đây nó có các chế độ cho mình tùy chọn này. Đây là lúc này là lúc chia sẻ này, đây là lúc gửi và truyền file này, đây là lúc lưu này, đó, đây copy này, đây là quay lại này, đây là chọn màu vẽ và nét vẽ nhá. Đây là mờ này, vẽ hình này, đây nút vẽ này, đây nút ghi chú thích này. Thường là mình chọn ảnh xong là mình đây mình chọn cái màu đỏ này, chọn màu đỏ đi, chọn nét vẽ nhỏ nhỏ đó. Đó, xong là mình ghi luôn số điện thoại vào cái ảnh này, rất là tiện đó. Đây, xong các bạn kéo thả bất kỳ chỗ nào mà mình muốn nhé. Đấy, mình vào cái cho nhỏ xuống này, chọn cái nét này, mũi tên đây mình muốn chỉ vào đâu, mình nhấn mạnh trong cái ảnh cần chỉ nên mình có thể chỉ này đó, hoặc là mình có cái lúc chức năng làm mờ này, mình có thể làm mờ cái logo, ví dụ đây có logo mình sẽ làm mờ logo nhá. Xong rồi ấy, thì anh em có thể ấn vào cái nút mũi tên này là gửi luôn vào truyền file, hoặc là mình có thể lưu luôn vào máy tính. Nhưng ở đây mình ấn lưu luôn vào máy tính thì chọn vào đây nhá, lưu luôn về máy tính nhá. Đây mình lưu là 99999, ok, lưu vào màn hình laptop nhá. Đây, thế là đã về rồi đấy, về máy tính rồi đấy. Đây các bạn, như các bạn có thể thấy đây cái ảnh mình vừa lấy đây đúng không, rất là nhanh và rất là đẹp đúng không? Đó, các bạn mà hoặc là các bạn có thể gửi về truyền file này, các bạn ấn Ctrl Alt A này, đó, quét vùng chọn này, phần này là gửi về truyền file, đây gửi ở đây luôn. Lúc nào các bạn không muốn dùng ngay thì các bạn cứ để trên cái truyền file này, lúc nào bạn thích lấy thì bạn tải về thôi, ấn tải lưu về máy tính là xong nhé. Ok đấy, các anh em thấy video này hay thì hữu ích thì hãy đăng ký kênh, ấn like ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em đã xem video.